thì anh chia sẻ qua nhé. Sau khi một cái đây là một cái nguyên liệu mà ngay từ lúc ban đầu là mình cũng đã có phần định hướng của cây để mình chọn mặt chơi, mình sửa. Thì những cái điểm tiếp đất ấy thì là mình cũng đã định hướng được ra rồi. Thì bây giờ mình lấy phần này là phần để tiếp đất của cây là điểm chính để ăn nhập phần này. Thì bắt đầu mình tiếp lên đây thì bắt đầu mình xử lý cái phần bên trên đây để cho ăn nhập lại với nhau, đúng không anh? Thì bây giờ chỗ này mà là một cái led quan trọng nhất thì chân cái chỗ này là mình cần phải xử lý này. Thì mình sẽ tính là đấy, ai là chú con gà to thế đấy, chuẩn bị nó chưa quay, đấy đây này thì thì chưa đây uống rượu đấy. Cái trong cái nguyên liệu cây này mình phải hình dung nha anh Vũ nhá. Mình cùng nhau chia sẻ cái cây này nó không phải ở dạng tĩnh, vì khi nếu mà ở dạng tĩnh ấy, thì là một mai về thời gian lâu dài nó sẽ bị mai mọt đi, đấy gọi là ở dạng tĩnh hoặc là nó không mai mọt. Nhưng cây này của mình nó ở dạng động, thì là trong quá trình chăn nuôi nó còn vẫn còn phải phát triển lên. Thì những cái led như này mình lên cấu bỏ nó đi này. Những cái led như này cấu bỏ đi để nó ra một cái phần cầu vai. Khi mình bỏ cái led này đi thì nó sẽ vặn được cái phần cây, nó bỏ ra cái cầu vai. Vì trong cái cây này nó không phải ở dạng tĩnh mà nó động thì sau này nó còn sinh trưởng lên. Mình lên không lên tiếc trong một cây khi mình khai phá cái cây. Mình sẽ bỏ những cái led như này đi để mình xử lý. Sau khi mình bỏ những cái led như này đi ấy, thì bắt đầu mình tiếp tục mình tính từ vị trí này ăn sang vị trí bên này, lấy vị trí này ăn nhập với vị trí này, thì mình chia nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt lấy cái led này để cho cái vai này nó sụt hẳn xuống, không phải nó rõ ràng cho nó sụt hẳn xuống để nó được bóp méo bố cục tổng thể. Đấy, mình sẽ bỏ cái led này đi. Đây, lấy cái dây bỏ gọn ra cái này vào. Cái này nó cũng như từ dạng điêu khắc mà. Đây, từ, cho lùi xuống chị. Vì mình sửa nó vạn dạng đi ấy, ngày hôm nay ấy, thì từ một thời gian nó lại đùn ra. Đấy, những cái cây như này thì còn phải lui mạnh rồi đó. Nó kéo cũng nhanh thôi. Nó không như đồ gỗ mỹ nghệ. Đồ gỗ mỹ nghệ thì nó đục theo khuôn mẫu. Và khi mình sửa cái đồ đấy ấy, thì hôm nay mình làm nó ra rồi ấy, thì có lửa mãi thì nó vẫn vậy. Nhưng cái này nó sẽ sinh trưởng, anh hiểu không? Biến liên tục. Những cái led như này mình mà không làm ấy, sau này nó sẽ không bao giờ đẹp được. Mình nghèo xong đến lúc đấy xong rồi mình mới đưa máy vào mình cắt những cái đường led trên cây. Mình phải tạo ra cái điểm tiếp đất của cây. Mình không tạo ra cái điểm tiếp đất của cây là để sau này nó sẽ bị trương, nó thô. Trong cây thì bao giờ luôn điểm nhấn của cây hay là những cái điểm tiếp đất của cây thể hiện được sự vững chãi là quan trọng nhất.
trước nó nứt làm cái bệ làm không dứt điểm, sau này cứ hối hận mãi. Cái gì? Cái bệ. Chân bệ thì bao giờ nó chẳng phát triển, nó phải gấp mấy lần xanh à cành mà lại anh. Thế này là nhiều khi mà làm không dứt điểm một lần đúng không nhỉ? Nhấc lên nhấc xuống cắt hoài. Em mới bảo rồi, nó không phải là ở dạng tĩnh, hiểu không? Rồi. Nó luôn luôn biến đổi. Nó biến đổi theo thời gian, theo ngày, theo tháng, theo năm. Cái này nó không phải ở dạng tĩnh. Nếu nó ở dạng tĩnh thì anh em mình không phải bàn. Cho nên ra cái như này mà không làm triệt để nó thì sau này nó mình phải tính theo lực của cây này, tính theo lực cây. Những các cành này anh xác định này, nuôi và làm phải mất vài năm thì đúng hộ chân bệ này của anh xử lý càng đau sau càng đẹp, nó cân với sự phát triển luôn, thì nó tới lộ chín thì dễ trước lộ chín rồi. Đúng rồi, sao hôm nay thông minh thế nhỉ? Không, cũng đi nhiều cũng phải biết được tí chứ không cứ hâm mãi thì chết. Nghe thông minh nè. Ở đây cái cây này nếu mà hoàn thiện thì nó bắt keo vào tầm bao nhiêu? Đừng bao giờ đặt từ hoàn thiện với em. Bởi vì làm cây thì đừng bao giờ đặt từ hoàn thiện với em. Bởi vì anh phải hình dung này này. Trong một cái nguyên liệu cây nhá, nếu anh đòi 500 triệu nhưng cây của anh độ sự thuyết phục chưa cao thì anh em chỉ đánh giá và chỉ muốn rơi tiền mua. Trừ khi anh em nào nó thích quá nó dám mua của anh rơi tầm 350 triệu cho đến rơi 400 triệu để nó về. Nhưng anh là một người buôn bán rắn thì anh đòi 500 thì phải là đúng 480. Anh mới bán nhưng anh sẽ không bao giờ bán được. Bởi vì tại sao? Với anh nó là hoàn thiện nhưng mà với người khác thì người ta phải cắt hết đi. Mà thậm chí có những cái cành nó bị dính một vài cái lét co, người ta phải cắt bỏ đi để người ta lấy lại. Được lại làm lại đúng không? Làm lại. Cho nên nó chưa hoàn thiện. Nhưng nếu như một cái phôi của anh mà có đủ độ sự thuyết phục cao thì nó là 500 triệu. Mà kể anh đọc lên đến 600 triệu. Gặp một người tư duy cao thì có thể người ta đến mua cả với cái giá 550 triệu. Thậm chí là anh là một người dán đến mấy, trừ khi người ta thích thực sự rồi vào tính kết, kể cả 600 người ta cũng mua. Nhưng nay đắt mà rẻ bởi vì bộ tay cành thuyết phục cao. Vì bản thân anh cá nhân anh vẫn đang là người chơi và nuôi lớn và làm. Thì anh đi đến đâu chắc đến đấy. Còn đừng bao giờ đặt hoàn thiện. Bởi vì em ra rất nhiều cây, em bán rất nhiều cây, nó vào cứ đến độ hoàn thiện thì thực ra nó rất là bận, bởi trong nghề chơi này nó rất công phu. Hoàn thiện với mình với người ta chưa là, nhiều người cứ bảo là ôi bây giờ mới thành cây hay là bởi thành cây chơi hay là chơi hoàn thiện thì nó nhà này đó, nhưng hoàn thiện ấy mới là chơi nhọc. Hoàn thiện mà cắt nửa ngày hay là 2-3 tiếng mà xong một cây ấy thì đấy chưa phải gọi là hoàn thiện. Có những cây người ta còn làm mấy ngày rồi. Hiện tại đang chơi cây và là buôn bán và kinh doanh làm nghề cây từ thợ buôn đến cả thợ chơi. Thì em nói thật anh nhá, nó chỉ chiếm được khoảng tầm đến 15-20% gọi là chấp nhận được nếu tính theo quy chuẩn. Còn nếu tính theo không quy chuẩn thì hiện tại bây giờ nha phải đến 85% là không quy chuẩn. Đúng trong nghề chơi cây là và tất cả nhà vườn. Còn nhiều người cứ sách bút hay cứ bảo là cây phải thế này không đục hay là không thế này là phải đồ xịn phải rồi lại bán cả nhà đi chứ khác đã mua được một cây người ta. Vì đâu phải anh sẵn tiền để mua được mà anh mà có chưa chắc là bây giờ có anh có tiền chắc anh đã mua được cây của anh người ta. Đấy em thật không bán vì người ta không bán là người ta có bán anh chả mua được nhiều. Cho nên là đừng nói quy chuẩn với em. Mọi cái luôn bất biến, quy chuẩn nhiều người còn đã biết thế nào gọi là quy chuẩn. Không, quy chuẩn của nó là tính theo centimet luôn đi anh. Từ tay cành đóng anh thường đóng sai phát là đã vứt đi rồi. Hai em là anh đến chiều cao nhiều lúc cái cây của anh nó thừa đến vài phân đã vứt đi rồi.
quy chuẩn em này nhá, cổ gốc của cây 30 chân bệ tính từ mặt đất ra là 30. Xong xét về chiều cao. Tay cành tay một đóng từ cổ gốc lên là bao nhiêu phân? Xong tay lộ xong bắt đầu tay 2 là bao nhiêu phân, tính theo tỷ lệ thuận của các tay. Xong các hệ chi, chi thứ cấp, xong bắt đầu lại tính theo tỷ lệ mọi thứ, mọi cái chiều cao, cân nặng, ui giời, bao nhiêu người khiêng. Sau đó là nó lại phát triển lên thì nó có giữ được cái đấy đâu đúng không? Thì đây, thế mượn đấy mượn là quy chuẩn. Chứ còn em thật ai nhiều người đã biết gì về cây nhưng mà cứ hay sách bút nói dựng đầu. Nói chung quy chuẩn là gì? Quy chuẩn là nhiều người thích. Quy chuẩn là gì? Quy chuẩn là bây giờ là mất tiền mà chưa chắc đã kiếm được tiền từ nghề cây. Đây quy chuẩn đây này. Đấy. Sửa được các loại này mà ra được tiền mà nuôi thành được tiền đấy mới gọi. Đấy là quy chuẩn đấy. Quy ra tiền đấy. Đấy. Đây mới gọi là quy chuẩn. Đây đúng không? Cái này đúng không? Không, không. Nó ra cái cổ đi. Chứ em là thật anh Vũ chứ làm các đồ này mà ra được tiền anh mượn cái đấy thôi. Còn không em ra xem lấy một cái dù đục khác. Làm được các cái này mà ra tiền mà cứu được chủ bỏ ra 3 triệu hay là 5 triệu. Nhưng mà người ta phải tính là gỡ gạt được cái cây cho người ta. Hiện tại nó đang là một cái lỗi. Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, nó là ở dạng bế tắc, bó bài. Đang cần bán mà còn chẳng lỗi ấy. Nhưng quy chuẩn là gì? Quy chuẩn là bây giờ là bán được sửa. Ra nhiều người thích mà bây giờ mình lại muốn bán. Nhưng có khi là đang muốn bán bây giờ lại không muốn bán nữa. Mà có người bây giờ là đang từ 35 triệu mà không bán được. Bây giờ là có người là thôi chú để cho anh là 40, 4 năm nhưng mà mình lại không muốn bán nữa. Đấy mới gọi là quy chuẩn. Lúc đầu thì... Chứ còn em thật anh như... cứ bỏ đâu phải ai cũng sẵn 500-700 triệu 1-2 tỷ mua cây đẹp về chơi rồi mà khẳng định luôn toàn người mua cây rẻ về chờ nó lên đồ đẹp thì em thật anh ai mà chẳng nhìn được ra thì có tiền thôi. Ra cái đấy nó thành cái đường chạy từ dưới lên xoắn đẹp nhỉ. Nó đẹp không? Nhìn cái bè nó chạy đẹp không? Vâng. Mỗi mùa kéo nó mềm đục cái này. Mình nhìn mặt nào nhìn xong nó cũng ấy. Nó dẻo hơn rồi đúng không? Đấy, nó xoắn nó chạy một phát lên đến phía trên đúng không? Nhìn cái đường chạy đẹp. Đúng đây gọi là quy chuẩn không ạ? Đấy, thì đấy nó mới là... Vâng. Dạ vâng. Vâng. Bao giờ sang anh? Sang luôn. Mấy giờ? Đấy, giờ quá đẹp, đẹp luôn.
Đấy, lúc đầu giao cho Tuấn 35 cố, bây giờ Tuấn có khi lại không cho mang vé thì chết. Đấy. Cây rất là bự, đây là cốt 8 tầng đã hóa rồi quý vị. Cây khá là già. Anh em này hôm nay buổi sáng vừa làm cũng vừa nói chuyện cho nó vui. Khi thế không khí ngày mới quý vị. Cây rất là già quý vị. Già thì dày như da voi. Sửa lên đây, bỏ lên đây cho loạn rất lai rồi, bỏ cái này. Nhờ bạn bè tránh lá chê bay mà tôi có được ngày hôm nay. Vì xã hội này khi nên hay thinh thi. Thì hôm qua là đi thả con rơi con vãi về ốm. Người ta thả đi khoảng 3 vạn tinh binh thôi thì ông làm cho 5 vạn thì đâu khi nó kiệt quê. Nhưng mà ông ấy ốm thì cũng nhanh nhỉ, hôm qua còn như con voi. Chứng tỏ là cứ phải là trường xa mới biết là ngựa thế nào đúng không? Chứ không phải cứ nhìn người thế mà ác liệt đâu. Con gà nó lâu không được đạp thì đạp bắp xong rồi nó còn quay thôi. Rồi cái tay này nó chạy trông vặn, trông sướng nhỉ. Chạy vặn hết. Thôi con này được hai cái tay này là điểm nhấn. Bên kia thì hơi ít dữ liệu, lùi sau. Lẽ này phải đánh xem nào. Phải lên cho thông nhỉ. Đây. Thông gì? Thông thì nó mới nhẹ được cây, đây, nó không bị đặc. À, chỗ đoạn này thông mẹ thông luôn. Thông nó không bị đặc cây. Đây, chỗ sẹo đây thông đoạn này. Là... cái led này thì không cho thông được. Trên led này thì... cái led này nó chạy đẹp này đúng không? Cái chỗ này đúng không? Đang tính chỗ này đúng không? Không, chỗ đoạn dưới. Led này cho thông đi thì nhìn đây vào nhìn cái cây nó sâu, không bị nặng. Đó. Cho thông led này. Cho này thông này. À cái chỗ đục này hả? Nét này cũng không cho thông được. Nét này thì cho thông thì cổ nó cũng nhẹ lắm. Thì coi như là cho thông từ đây thì tự đừng mà chới mất cái nét này ra sẽ không được đẹp. Cho đến nét này không cho thông được cho thông nét này. Không, hôm nay nét đây. Không, nó dưới thôi, nó dưới thôi. À vâng. Bấm tí đây thì bấm à, cho thông để tí đó mình quét cái máy mình bắt đầu mình bắt một phát tôi thông từ đây dọc xuống để mình quét sâu cái gỗ chỗ sâu này để nhìn mặt kia vào nó bóp mèo được. Cái này là cái khăn quàng cổ quan trọng nhất, cái cổ nó không no. Hưng à, nước đâu nước, anh em đang làm đấy. Thì khi mình nhìn vào ấy nhìn được cái xiên kia nó sẽ bóp được cái phần này vào. Mà chính cái thông trong đấy thì cái sẹo nhìn nó lại đỡ to hơn. Nó bị lộ to. Đỡ lộ to hơn.
thêm cái đồ chơi à? Hôm qua về sau Độ Thuận có vào chỗ anh Hương không? Có chứ anh. Vào thích cái bể đá của anh ý, anh bỏ một đó tỷ rưỡi. Bên anh Hưng thì bể đá thì hơi nhiều. Không, nhưng mà dưới tỷ dám chơi đấy. Bể đẹp mà. Không biết gì về bể nhưng mà bể lấy dám mua. Gần rồi, mang cây cối sang là ok. Nhiều anh em cũng chưa biết nha. Chưa biết à? Quay lên chưa biết được. Chưa biết à? Quay nhưng mà cái một số kiểu là cái tuyên truyền nó chưa có, những cái thông tin anh em chưa lắm bắt được. Chưa lắm bắt. Sau đợt này nữa thì chắc là nhiều hơn. Qua kênh Bonsai TV thì cũng trao đổi với anh em là anh em nào ở gần khu vực Thái Bình đấy, bây giờ em Thuận cũng có mở vườn ở Kiến Sương cùng với chỗ em Linh đấy, vườn nhà vườn Linh Nga đấy, anh em nào có cây có nhu cầu chỉnh sửa cây cũng như là làm phối đá cho cây thì liên hệ trực tiếp với cả em Thuận hoặc là nhà vườn Linh Nga được anh em trong ekip giúp đỡ nhiệt tình nhất có thể. Đây. Bây giờ đây này. Thay cho anh cái máy này, lắp một cái mũi nhỏ nhỏ như này mà lắp cái mũi dài nhá. 5 mũi dài mới nhá. Không mũi này chỉ vào xe ô tô này. Móc thủng đấy. Cho chú còn xì khác. Xì tỏi à? Ui con này á. Mưa như này ghét thế này chú làm để mà đi à? Không đi à. Đấy, thưa quý vị các bạn thì sau một hồi xử lý các cái phần thừa và định hình tạo các cái độ dẻo cho cây thì bây giờ cây phôi nó đã được định hình. Chia sẻ cùng quý vị và các bạn cái tổng bóng một cái cốt xanh Nam Điền tán tầng rất là già. Thì ban đầu thì quý vị cũng thấy cái hiện trạng rồi, bây giờ sau khi xử lý nó đã trở nên dẻo hơn. Bán đấy à? Chưa trêu Tuấn thôi. Một cái cốt thân rất là nạc quý vị. Một cái đường chạy rất là đẹp này. Có hai cái tay rất là đẹp quý vị.
được rồi. Quá lý tưởng. Phê rồi. Phê đấy. Cắt cái gì? Cái xi to đấy thì có phải khênh vào hay là để đấy không? Để à, không để luôn. Để đấy mà anh phang... quay nhá, bây giờ nhá, cái anh lấy đi góc đây chơi nhá, xong anh quay đi chậm một phát tổng thể tất cả cây. Vòng đấy. Cắt cái đầu dễ. Đấy đấy. Nhớ bắt cả ngọn nhờ, cụt mấy ngọn nhỉ. Đấy. Quay cũng dậy cách quay này. Đấy, thế còn gì bằng nữa. Quay còn phải mẹ ở cùng phải dậy. Dậy dậy, coi như này. Cái chỗ này sau này chỉ làm con tử con đây thôi phải không? Vâng. Rồi, chuyển hai ra đây. Úi giời, đẹp đấy. Đừng đùa với nhà chùa. Gỡ gạt những cái như thế này, sửa những cái như thế này ra tiền nó mới sướng chứ.